Bên trong khu vực trang trại chăn nuôi ở thôn Nam Xuân Đức, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị có cây cối rậm rạp. Lê Thanh Tâm, 36 tuổi, dựng một chiếc lán trại trên cây để ngụy trang. Từ đó, lán trại này đã trở thành một tụ điểm ma túy nhức nhối, hoạt động tinh vi trong thời gian dài. Và đến khi biên phòng Quảng Trị bắt được đối tượng Lê Việt Dũng, 37 tuổi, trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế, vận chuyển hơn 6.000 viên ma túy từ Quảng Trị vào Huế để tiêu thụ, thì chân tướng ông trùm cung cấp ma túy cho Dũng là Lê Thanh Tâm mới lộ diện. Tại cơ quan điều tra, Lê Thanh Tâm chối tội, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ và các tài liệu chứng cứ đã khẳng định Tâm là đối tượng trực tiếp giao dịch hơn 6.000 viên ma túy trên với Dũng. Vào ngày 11 tháng 5, đồn biên phòng Thuận, biên phòng Quảng Trị đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Thanh Tâm để điều tra. Quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo.